chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cách mà mình hay làm hồ với chi phí tiết kiệm luôn. Anh em có thể mua kiến tắm ở ngoài mấy cái tiệm kiến lớn đó, về mình tự xả ra, rất là đơn giản. Và đây là cách mình thường hay áp dụng. Mình sẽ mua một tấm kiến lớn 4 ly kích thước là 2,12 m, nhân cho chiều cao của tấm kiến là 1,52 m. Đây. Khi mua thì người ta sẽ xả cho mình theo yêu cầu, mình sẽ xả theo cái cách vậy. Ví dụ tấm kiến vậy đi. Đó. Mình sẽ xả dọc phần nữa. Đường ra là 76 á. Đường ra là 76. Bên đây cũng 76 luôn. Và mình sẽ xả vô 60 đều hết. 1 cái 60, 2 cái 60, 3 cái 60, 3 cái 60 ra 1m8. Cái này mình vẽ mô phỏng thôi, cái phần này nó sẽ còn dư ít hết. Đây nó dư khoảng nhiêu đây. Đó. Tổng cộng anh em có là 8 tấm. Rồi có 6 tấm lớn nè. Rồi hỏi một tấm như vậy nè, mình sẽ làm được 5 cái hồ. 5 cái hồ nha. Và hồ có kích thước là 15 nhân 15 nhân cho rộng 10. Như vậy 6 tấm này nhân 5 được 30 cái. Dưới đây 2 cái nữa, đây 2 cái nữa là 34 cái. Nó vẫn còn dư được 4 cái mặt. 15 nhân 15 4 miếng. Như vậy tổng cộng ta được là 34 cái hộp. 34 cái hộp. Anh em muốn dán dấu keo hay là không dấu keo gì cũng được. Rất đơn giản. Đây mình vào thực tế luôn. Với cái cách này thì mình dán hồ rất là đẹp. Không phải đẹp mà là nó sẽ rất là đều. Nó không có bị cao thấp. Đây tấm kiến. Đây là một tấm kiến. Đây là một tấm kiến 60 x 76 đây. Mình sẽ chia sẻ cái cách cắt như thế nào được 5 cái hồ luôn. Và nó rất là thẳng luôn. Đều luôn. Cái chiều này là chiều 60 nha. Chiều này là chiều này là 76 nè. Còn cái chiều qua là 60. Đó. Để vậy cho anh em dễ biết. Sẽ chia qua là 15 nha. 15 30 45 60 do cái thước mình nó ngắn nên mình mới đo như vậy. Đây 60 rồi. Nó dư rất ít. Nó dư chỉ có một phân bên đây thôi. Tại mình có bạn mà mình thường kiến ở dưới nền gạch không ạ?
thường dùng kiến 4 ly để dán những cái hồ nhỏ này. Tại vì kiến 3 ly thì nó quá mỏng, còn kiến 5 ly thì nó dày. Dùng kiến 4 ly dán dấu keo rất là đẹp luôn. Đây sẽ cắt ra được 5 tấm 15 x 60. Đây, sau khi cắt xong 5 đường thì mình tiến hành bẻ tấm kiến ra thôi. Cái cách bẻ thì cũng rất đơn giản, do tấm này cũng khá to, mình không có thể cầm lên được thì mình có thể chìm cái đầu của cây dao như thế này. Đây là những cái đường cắt của mình này. Cắt ở trên thì chìm dưới nha anh em, khá đơn giản nên chỉ cần nén xuống rồi đó để ra được một tấm. Đây còn với tấm này thì nó có cái một phân thì mình sẽ khó bẻ nè. Đối với một phần này thì rất là khó bẻ, anh em bẻ không khéo thì nó sẽ hư tấm kiến luôn. Đối với những người thợ chuyên nghiệp người ta bẻ rất là hay, còn mình không chuyên bẻ theo cách của mình thôi, cũng khá đơn giản. Anh em chỉ cần lấy cái đầu của cây dao cắt kiến này, mình sẽ gõ lên từ chỗ đây, gõ phải dứt khoát đây, gõ chừng nào mình thấy một cái đường đây, một đường cắt nhỏ này nhẹ thôi, mình không cần phải gõ hết đâu, mình sẽ dùng cây kìm để bẻ khá đơn giản luôn. Đây sẽ gặt ngang về xuống là nó để chứ không cần phải kéo ra, đây đó, thẳng băng luôn. Sau khi mình cắt được 5 tấm như thế này là mỗi một tấm về là được một cái hồ nè. Tấm này có kích thước là 60 nha, dài 60, rộng 15, cao 15. Để với cái cách cắt của mình như thế này thì anh em sẽ cắt được một cái hồ, là những cái cạnh nó không có bị cao thấp luôn. Mình cắt theo cách của mình cũng khá đơn giản thôi. Mình sẽ chia theo thứ tự như thế này, là 15, lấy vô 15 nè, rồi kế tiếp là 15, kế tiếp là 15 nữa là 30 đó, nó ra 30 đó. Vậy thì dễ hiểu, 30 39, tới 48 và tới 58, cuối cùng còn dư là 2 phần. Đây mình lấy 15 rồi, 30, 39, 48, 58. Theo đúng là 58, yếu 2 ly nhưng mà mình lấy chẳng là 58 luôn. Anh em nào muốn làm chính xác 100% thì mình lấy 58 yếu 2 ly, tại vì kiến này là kiến 4 ly. Hai cái đầu nó gộp lại thì nó sẽ dư được 2 ly, nhưng mà mình sẽ lấy 58 để chia đều mỗi bên 1 ly cho dễ dán cái đáy hồ thôi. Nó chỉ khác là khác cái phần cuối là cái đáy hồ. Rồi mình sẽ cắt mình chỉnh lại cho nó dễ nhìn, cho nên dễ thấy. Mình cắt xong mình sẽ giải thích tại sao mình sẽ cắt như vậy. Đây, mình sử dụng cái thước cơ vuông nha. Anh em có thể mua ngoài tiệm cũng có bán. Đó.
khá dễ dàng luôn, anh em có thể tự làm ở nhà khỏi mất công phải đặt. Một số anh em ở xa hỏi mình đặt mấy cái hồ này, mình nói do vận chuyển nó khó đó, mình cũng không có lãnh ở xa. Anh em có thể xem cái clip này của mình thì tự cắt chi phí sẽ giảm xuống. Còn dao cắt kiến thì anh em có thể mua ở ngoài mấy cái tiệm bán ủ khóa cửa nha. Với cái cây này mình mua cũng lâu rồi, như là nhớ 50-60 ngàn gì đó, mà bây giờ nó cũng giá gần vậy. Cái này mình xài cũng cỡ tầm 5 năm rồi, cắt là tốt. Sau khi mình cắt xong rồi mình cứ bẻ thôi. Này nó dễ bẻ lắm. Đây là cái đường cắt ngay đây thì mình sẽ để ngay chỗ này, nhắc xuống không để. Còn đối với cái miếng cái phần nhỏ này mình bỏ nè, cái phần hai phần này bỏ, sẽ gõ nhẹ cái nha. Đối với mấy cái tấm này mình bẻ trực tiếp luôn nha, không cần phải gõ. Nếu mà gõ thì cái đường này nó sẽ tiết dọc dán nó không được, đơn giản. Mình có thể cầm mình bẻ cũng được, tại cái miếng này nó khá dễ bẻ. Em cứ cầm vậy, gặp cầm này nó sẽ gãy thôi. Đó, cứ như thế mình sẽ cắt hết 5 tấm đó, nhưng mà mình sẽ sắp đều đều với nhau nha. Có nghĩa là cái bộ nào ra bộ đó mình cắt sẽ chính xác hơn. Mình sẽ gấp nó, cái hồ nó sẽ không có bị cao thấp trên lệch dù chỉ một ly, tại vì mình cắt theo đường thẳng rồi. Đó, mình giải thích tại sao nó cắt như vậy, tại vì như thế này đó, khi mình cắt xong nó sẽ ra như vậy đó. Mình tưởng tượng ra chưa, anh em tưởng tượng ra chưa đó. Đây là cái đường thẳng ta cắt ở chỗ này, là nó không có bị cao thấp đó, ngay chỗ vị trí này bằng trang luôn, tại vì lúc đầu nó sẽ ra vậy này đó. Đúng không? Thì khi chúng ta gắp lại nó ra vậy đó, bên đây cũng vậy, và cuối cùng là mình ốp cái đáy lên thôi đó. Đây miếng cuối cùng, miếng đáy mình ốp lên. Cho anh em mình cắt mà theo kiểu mà, ví dụ như tấm này 15 mình cắt một lọ tấm 15 hết một hồi, cho mình cắt một lọ tấm này hết, chắc ăn là nữa mình sẽ gáp vô vậy, nó sẽ bị cái trường hợp mà nó rõ này, cái cạnh chỗ này nó cọp. Tại vì chúng ta cắt bằng tay thì chắc ăn là 100% nó không có đều. Đây nè, cạnh này nó sẽ cọp lên, nhìn cái đặc xấu đây. Mình quay kỹ cho anh em coi cạnh này đó. Tại mình cắt cái đường thẳng thì cái đường này nó sẽ không có bị cọp, nó hồn cho đẹp đó. Này muốn dán dấu keo hay dán kiểu gì nó cũng nói chung là gửi hết. Thông thường mình sẽ cắt vậy. Và tổng cộng là 5 miếng thành cái hồ, hai cái hông, hai cái mặt lớn và một cái đáy. Mình sẽ sắp theo cái như thế này. Đây. Sáng giờ mình cắt cũng được mớ rồi, mình sẽ chồng lên đây. Khi mình mài cạnh xong mình sẽ xuống từ tấm từ tấm từ tấm qua, thì nó cũng bộ nào ra bộ đó, nó không có bị lộn. Còn cách dán mà hồ dấu keo thì mình có trình bày ở video trước rồi, anh em có theo dõi thì vào kênh theo dõi. Nó cũng khá đơn giản, mình dán tầm chưa đầy 3 phút đâu là được một cái. Nếu mà kiến mình mài cạnh đàng hoàng nha, con này mình chưa mài cạnh nó còn bén. Anh em có thể mua cục miếng đá này, miếng đá này, miếng đá này chuyên để chà kiến này. Ngoài tiệm nó bán tầm 60 ngàn, miếng này mình chà cũng 3-4 năm rồi, rất là tốt. Này chà vậy thôi, thấy ngon. Bên đây cũng vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.
chúc anh em làm được nhiều cái hồ đẹp và bán cá đắt nha. Xin chào mọi người.